Thưa quý vị, nếu như với diễn viên mỗi vai diễn là một cuộc đời và hạnh phúc của người diễn viên chính là trải nghiệm nhiều vai diễn với nhiều cuộc đời khác nhau, thì ở một lĩnh vực rất gần khác, nghệ thuật nhiếp ảnh, hạnh phúc của người nghệ sĩ chính là được ghi lại những câu chuyện, những cuộc đời và những khoảnh khắc khác nhau qua ống kính của chiếc máy ảnh. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chúng tôi không muốn nói về câu chuyện bên trong mỗi bức ảnh, mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị những chiếc máy ảnh chứa bên trong nó những câu chuyện. Những chiếc máy ảnh này hiện đang được nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Công Thắng nâng niu tại một bảo tàng gia đình do chính anh vừa lập nên, nơi lưu giữ ký ức nhiếp ảnh. Chiếc Bandstand của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Kim Đáng chuyên chụp cho các chính trị gia lớn như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các văn nghệ sĩ tên tuổi như Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Đỗ Nhuận, Nguyễn Đình Thi. Chiếc máy ảnh D200 của anh hùng lao động Trần Lam, nguyên phó chủ tịch tỉnh Kiên Giang, làm nên tác phẩm nhiếp ảnh nổi tiếng Mặt trời trong lăng sáng tỏ, có chữ ký của nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, được tập đoàn Tân Tạo mua năm 2008 với giá 1 triệu đô. Và còn hàng trăm chiếc máy ảnh với những câu chuyện khác nhau được các nghệ sĩ nhiếp ảnh trao tặng và trưng bày tại Bảo tàng Ký ức nhiếp ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Công Thắng. Là một nghệ sĩ nhiếp ảnh, một nhà báo, đã từ lâu tôi mong muốn có một bảo tàng cá nhân về nhiếp ảnh, với mục đích là lưu giữ, bảo tồn những hiện vật quý giá của những nghệ sĩ nhiếp ảnh, những nhà báo từng lăn lộn trên khắp chiến trường và từng hoạt động trên lĩnh vực nhiếp ảnh trong cả nước. Và điều bất ngờ đó đã đến với tôi sau khi Ký ức nhiếp ảnh ra đời, đã được đông đảo mọi người, những nghệ sĩ nhiếp ảnh, những nhà báo, những người yêu thích nhiếp ảnh trong cả nước gửi những hiện vật quý giá về để làm nên Ký ức nhiếp ảnh. Hiện nay Ký ức nhiếp ảnh có trên 400 hiện vật, phía sau là những câu chuyện, những bước đường hành nghề, những câu chuyện kỷ niệm trong quãng đời làm báo, làm nhiếp ảnh của nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh gia. Tôi rất hài lòng và muốn chia sẻ với mọi người về điều hạnh phúc này. Anh là nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế, nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, hội viên Hội Nhiếp ảnh Hà Nội, đã giành nhiều giải thưởng về ảnh trong nước và quốc tế. Từ suy nghĩ làm gì để lưu giữ ký ức của nghề báo và nghề ảnh, anh đã quyết định xây dựng bảo tàng ký ức nhiếp ảnh. Có thể thấy, những trăn trở của anh đã nhận được sự đồng cảm của nhiều người nghệ sĩ. Hơn 400 hiện vật được gửi đến sau khoảng 5 tháng triển khai là minh chứng cho điều đó. Và có vẻ như số lượng ấy vẫn đang nhiều thêm mỗi ngày.